cái GCACC của chúng ta đây sẽ giảm xuống. Thì chính vì lý do đó mà trung tâm cũng sẽ thu gọn lại. Ví dụ như bạn thấy bây giờ là tầng 5 chúng ta cũng thu gọn lại, tầng 7 cái khu lâm viên chúng ta cũng thu về phía đồng văn. Và ngay cả những cái bệnh viện khác, ví dụ như là Việt Đức, Bạch Mai và Trung ương Huế, người ta cũng sẽ dần dần rút quân. Thì hòa chung vào cái dòng chảy đó thì các bạn cũng phải quay trở về lại công việc bình thường của mình. Thì không biết nói gì hơn, hy vọng là những cái ngày tháng ở đây, dẫu nó có những số trục trặc, một số cái không hài lòng, thì tôi tin là sau khi ngày hôm nay chúng ta sẽ quên hết tất cả những cái không hay đó và giữ lại trong mình cái khoảng thời gian đẹp nhất. Và cũng giống như có một số lần cũng đã có nói với các bạn đó, thì đây là một khoảng thời gian mà không ai muốn nó xảy ra đối với là cuộc đời mình, không ai muốn nó xảy ra đối với thành phố gọi là thành phố nghĩa tình như là thành phố chúng ta đang sống. Nhưng mà nó đã xảy ra, thì khi mà nó xảy ra thì chúng ta đã coi như là hiến dân. Mình không có dùng cái từ gọi là quá cao xa, nhưng mà thực sự là chúng ta đã hiến dân, đã hy sinh đi vào trong cái chỗ này cũng như là một cái tuyến lửa. Nó không khác gì cái trận đánh ở những cái nơi mà ác liệt khác, và chúng ta đã đi qua được và rất là may mắn chúng ta cũng đã cứu được rất nhiều cái bệnh nhân. Thì như các bạn thấy, so với sáng nay tôi ngồi tôi nhìn cái trung tâm của chúng ta so với Việt Đức, thì Việt Đức người ta nhận khoảng 950 bệnh nhân, tức là nhiều hơn mình một xíu. Mình là 650, họ là 950. Và tỷ lệ tử vong của chúng ta có 163 người tử vong, bên kia là gần 400 người tử vong. Như vậy là cái tỷ lệ tử vong nó hoàn toàn khác. Và nghe thông tin hành lang thôi, cái này thì cũng không có chính thức, nhưng mà có một cái trung tâm hồi sức khác cũng như thế này, chỉ có một bệnh nhân thở máy được xuất viện cho đến nay. Và của chúng ta thì đến bây giờ chiều hôm nay là gần 45 trường hợp đã xuất viện, đã được thở máy, rút nội khí quản và xuất viện. Và trong đó có một số cái trường hợp, ví dụ như các bạn thấy ca mổ Thanh Diễm, cái ca mà từ Vũ, người ta nghĩ là chắc chết, thì chúng ta cũng đưa về ECMO, mẹ sống, con sống. Ca Vũ Hoàng Giang, chúng ta nghĩ là sẽ chết, con sống nhưng mà mẹ sẽ chết, một cuối cùng bạn cũng sống. Và các bạn có thể coi lại cái bộ phim Chuẩn Bị Phát và Nước Mắt Ngày Trở Về, các bạn sẽ coi bộ phim nó rất là cảm động. Và các bạn sẽ thấy được đâu đó thấp thoáng trong những cái khung hình đó là hình ảnh của mình, là công sức của mình, là tâm huyết của mình. Thì cho dù các bạn ở một cái vị trí nào đi nữa, với tôi là người quản lý, với một bác sĩ khác là người đặt ECMO, với một người khác làm một công việc vệ sinh, thì tất cả chúng ta đều đóng góp vào trong cái sự hồi sinh của những cái sự sống đó, của cả cái mầm sống đó. Cho nên chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào, chúng ta có tự hào về những gì chúng ta đã làm được trong những khoảng thời gian khó khăn nhất của cái cuộc đời thành phố. Tôi nghĩ cuộc đời thành phố này 323 năm, thì có lẽ là chưa bao giờ nó xảy ra một cái biến động như thế này. Ngay cả trong chiến tranh nó cũng chưa bao giờ nó hoang mang như lần này. Thì trong cuộc đời của bạn, tôi nghĩ hy vọng sau này các bạn cũng sẽ không bao giờ gặp một cái biến cố tập thể mà nó ảnh hưởng đến cái đời sống cá nhân như lần này. Thì với chúng ta nhìn ra ngoài kia thì rõ ràng là nắng lên, xe chạy và người đã lưu thông nhiều rồi. Thì bạn thấy trong cái bệnh nhân mà bị Covid á, thì có một số bạn sẽ biết, có một số bạn không biết, nó có một cái cơn bão, người ta gọi là cơn bão cytokine. Chính cơn bão đó nó tàn phá cái cơ thể mình. Thì trên cái bệnh viện vĩ mô thì nó cũng là một cơn bão tàn phá cái thành phố. Và trong cơ thể một con người á, thì khi virus nó vào, nó cũng làm cho có những huyết khối, những cái cục máu đông, nó làm tắc nghẽn cái hệ tuần hoàn cơ thể. Thì nếu bạn nhìn qua phía đầu kia, cái bánh xe đầu kia, thì nó cũng giống như là một cục máu đông đó, nó đông máu lại. Những cái chiếc xe đó giống như những cái hồng cầu trong cơ thể của chúng ta, trong khoảng 4 tháng qua nó phải đông lại một cục.
ở chỗ như thế này, và những mạch máu của chúng ta đã trở nên hoàn toàn là trống rỗng. Chính vì vậy mà cái nền kinh tế nó cũng sẽ bị suy sụp, và cơ thể của thành phố nó cũng đã gần như là kiệt quệ. Và hy vọng sau ngày 1 tháng 10, sau khi các bạn quay trở lại cuộc sống, thì chúng ta sẽ đóng góp lại cho thành phố để hồi sinh lại cái sống của thành phố như chúng ta đã từng hồi sinh cho rất nhiều cuộc đời ở đây. Thì đó là tất cả những gì mà lẽ ra là chúng tôi sẽ nói nhiều hơn nữa, cái tình cảm chúng tôi nhiều hơn nữa, nhưng mà có lẽ lời nó cũng không đủ để diễn tả tất cả những gì chúng tôi muốn nói với các bạn. Thì thầy Bác, giám đốc bệnh viện và cũng là giám đốc trung tâm này đã viết thư, và chúng tôi cũng có một món quà rất là nhỏ nhỏ gọi là kỷ niệm, vì đây là cái buổi chia tay, và hy vọng là trước Tết âm lịch, hy vọng như vậy, chúng ta sẽ có một cái buổi gọi là ngồi lại với nhau, một cái buổi liên hoan nào đó, thì lúc đó chúng ta xa hồ, có thể lúc đó chúng ta có thể cởi được khẩu trang, thì chúng ta có thể nhìn nhau nói chuyện một cách thoải mái trong một cái ngày mà thành phố hoàn toàn chiến thắng. Xin cảm ơn tất cả các bạn.